Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, tính đến hết tháng 6 năm 2018, cả nước có 39 liên hiệp hợp tác xã và 12.596 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các mô hình liên kết sản xuất này là xu thế tất yếu của sản xuất nông nghiệp hiện đại. Vậy việc liên kết sản xuất sẽ đem lại lợi ích gì cho nông dân và doanh nghiệp? Làm thế nào để thúc đẩy việc phát triển các mô hình liên kết hiện nay? Tất cả sẽ được làm rõ trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay. Trước tiên xin mời quý vị cùng xem những ghi nhận từ phóng viên VTV. Mô hình cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa đang là cách làm mang lại hiệu quả đối với bà con nông dân ở tỉnh An Giang. Những năm gần đây, việc liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm đang được người nông dân hưởng ứng tích cực. Những phương thức sản xuất tiên tiến áp dụng ở cánh đồng lớn không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, đảm bảo đầu ra cho nông dân, mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn, đó là sản xuất lúa gạo tiêu chuẩn Việt Gáp. Có thể nói là gia đình tôi liên kết sản xuất với tập đoàn Lộc Trời, trước đây là cổ phần của gia đình An Giang, có thể là cũng trên 10 năm. Và qua quá trình đó, người nông dân được yên tâm sản xuất, tức là được cái hỗ trợ vật tư đầu vào ban đầu, là được cái lực lượng ba cùng những đội kỹ sư trẻ xuống thăm ruộng quản lý dịch hại, vì vậy mà nông dân giảm được cái giá thành, tăng cái lợi nhuận, và bên cạnh đó là nông dân được an tâm sản xuất, đầu vào đầu ra ổn định so với trước đây. Cũng như ông Tắc, gia đình ông Tâm đã tham gia mô hình sản xuất của hợp tác xã Tân Thành, Long An. Từ khi sản xuất trong hợp tác xã, gia đình ông không còn phải lo lắng về đầu ra cho sản phẩm nữa. Vô hợp tác xã này thì coi như là mình làm bán giá nó cao, rồi với là hàng chất lượng nó cao, coi như có kỹ sư đồ hướng dẫn kỹ thuật mình nặng, coi như hàng quá mình sạch đẹp. Câu chuyện ông Tắc, ông Hiếu chỉ là hai trong số rất nhiều ví dụ về mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp. Theo những người nông dân, khi vào sản xuất lớn mới thấy nông dân mình lại đủ đường, từ việc giảm hẳn chi phí sản xuất đầu vào đến khâu bao tiêu sản phẩm đầu ra. Do đó người nông dân không còn phải lo điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa. Cũng do nhờ đó mà tập đoàn Lộc Trời mới giữ được cái giá lúa cho người nông dân khỏi bị thương lái và các cái đầu nậu nó ép giá. Những thời điểm mà thu hoạch đông can á, nếu không có tập đoàn Lộc Trời đưa ra cái giá sàn thì thật sự bà con nông dân là rất là thiệt thòi. Cấp đó là thương lái nó muốn làm sao thì nó làm. Khi đăng ký tham gia mô hình cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm, người nông dân được ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất trên thửa ruộng của mình. Chính vì vậy mà năng suất lúa cao hơn. Ngoài về hỗ trợ kỹ thuật thì tụi tôi hỗ trợ cho họ về sản xuất, định hướng sản xuất. Đặc biệt là phải quan tâm tới những cái nhu cầu tiêu dùng của xuất khẩu. Thì với định hướng tốt như thế thì hợp tác xã mới phát triển theo đúng những cái gì mà họ cần. Theo các chuyên gia, sự hình thành và phát triển mô hình liên kết sản xuất đã tạo nên một mối liên kết chặt chẽ để nông dân yên tâm sản xuất theo quy hoạch cụ thể và các đơn đặt hàng của các đơn vị thu mua. Đơn vị thu mua cũng có được nguồn hàng ổn định về chất lượng và sản lượng. Mối liên kết này cần được đẩy mạnh nhằm hình thành khu vực liên kết phát triển sản xuất đúng với nhu cầu tiêu thụ của thị trường, tránh tình trạng cung vượt cầu gây thiệt hại cho nông hộ. Thưa quý vị, các mô hình liên kết sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua xây dựng các hợp tác xã hay cánh đồng lớn là xu thế tất yếu của sản xuất nông nghiệp hiện đại. Vậy liên kết sản xuất đem lại những lợi ích gì, hiệu quả của mô hình này ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Nhờ liên kết với bà con nông dân sản xuất xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp, mỗi năm hợp tác xã Mỹ Sương đã xuất đi khoảng 50.000 tấn xoài ra các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, New Zealand, đem lại doanh thu gần 5 tỷ đồng. Bình quân mỗi kg xoài được xuất khẩu giá cao hơn xoài bình thường từ 3.000 đến 5.000 đồng trên 1 kg. Hợp tác xã Mỹ Sương chỉ là một trong nhiều ví dụ điển hình cho hiệu quả từ mô hình liên kết sản xuất. Nếu trường hợp mà có liên kết với doanh nghiệp thì đối với thành viên thì chắc chắn là cái giá của cái xoài sẽ cao hơn. Giá xoài trái sẽ cao hơn từ 10 đến 15% theo từng cái đợt hàng. Đó thì như thế. Nhưng mà vấn đề quan trọng là cái chất lượng. Và chất lượng yêu cầu phải đạt so với cái yêu cầu. Ví dụ như xuất khẩu thì tùy thị trường. Ví dụ thị trường Nhật hoặc là thị trường Nga thì mỗi thị trường nó có cái yêu cầu về cái mẫu mã và chất lượng khác nhau. Nhưng mà riêng về vấn đề mà cái an toàn vệ sinh thực phẩm thì lúc nào cũng phải là chuẩn mới được đưa ra thị trường được.
Theo khảo sát của Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc tổ chức liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt hơn so với sản xuất truyền thống. Cụ thể, mỗi hecta lúa tham gia trong cánh đồng lớn có thể giảm chi phí sản xuất từ 10 đến 15% và giá trị sản lượng có thể tăng đến 20 đến 25%, thu thêm từ 2,2 đến 7,5 triệu đồng trên một hecta. Cái liên kết sản xuất nó là cái tất yếu của bất cứ cái nền sản xuất nào khi chúng ta phát triển đến mức trình độ cao. Thì mục đích là cái gì? Mục đích là làm sao mà giảm bớt cái trung gian càng nhiều càng tốt. Thì khi mình giảm bớt cái trung gian như vậy đấy, thì bà con nông dân, cái người trực tiếp sản xuất, người nông dân mà họ có cái lợi nhuận nó cao hơn. Theo các chuyên gia, liên kết sản xuất giúp các doanh nghiệp có được vùng cung cấp nguyên liệu ổn định với chất lượng đảm bảo và tiết kiệm chi phí thu mua, vận chuyển. Tình trạng thương lái đấu trộn các loại nông sản để bán cho doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến chất lượng xuất khẩu đã giảm đáng kể khi doanh nghiệp và nông dân cùng tham gia mô hình cánh đồng lớn. Hợp tác xã khi liên kết với hộ dân á, thì sản xuất theo kế hoạch, theo chủng loại rau, theo từng mùa, theo từng giai đoạn, theo từng cái đơn hàng. Nhưng mà cái giá cả ở đây hợp tác xã ký kết với nông dân thì giá ổn định, nó kéo dài khoảng ít nhất là 3 tháng. Thường thì là 1 năm để đảm bảo cái đời sống cho nông dân. Càng ngày cái yêu cầu của thị trường nó càng đòi hỏi cái việc chúng ta phải kiểm soát theo một cái chuỗi từ lúc sản xuất cho đến lúc tiêu thụ rồi phân phối ra thị trường. Cho nên là ở tất cả các lĩnh vực sản xuất thì các doanh nghiệp, các hợp tác xã và kể cả nông dân thì cái ý thức trong cái việc tổ chức liên kết để mà tạo ra được một cái chuỗi sản phẩm có chất lượng cao hơn, đáp ứng được yêu cầu thị trường thì nó càng ngày mở rộng ra. Bên cạnh đó, việc liên kết sản xuất cũng sẽ hình thành nên những vùng sản xuất tập trung, từ đó ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất ra nông sản với khối lượng và chất lượng đảm bảo nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia và tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy cho nên là cần phải thành lập cái tổ nhóm hoặc hợp tác xã để đứng ở đại diện cho một nhóm hộ sản xuất. Lúc đó có mấy cái lợi. Một là có thể anh đưa một cái tiến bộ kỹ thuật mới vào được, đưa những sản phẩm mới vào thì lúc đấy nếu như một người đi mua thì là giá rất cao, nhưng mà mua quả cho cả hàng trăm hàng nghìn người thì lúc đó sẽ cái giá sẽ hợp lý hơn. Thứ hai là những hộ nông dân tự kiểm soát lẫn nhau. Thứ ba nữa là đáp ứng được cái đơn hàng của doanh nghiệp đặt. Hiện nay việc liên kết sản xuất thông qua xây dựng mô hình cánh đồng lớn xuất hiện và ngày càng được nhân rộng ở nhiều địa phương. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2016, cả nước đã xây dựng được 2.262 cánh đồng lớn, trong đó 1.661 cánh đồng lúa, 162 cánh đồng rau, 95 cánh đồng mía, 50 cánh đồng ngô, 38 cánh đồng chè búp và 256 cánh đồng lớn trồng các loại cây khác. Tổng diện tích gieo của tất cả các cánh đồng lớn đạt 579,3 nghìn hectare. Tính chung diện tích gieo trồng bình quân một cánh đồng lớn đạt 256,1 hectare. Có thể thấy mô hình liên kết với doanh nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng đầu ra mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sản xuất, người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Đây sẽ là tiền đề để nông sản Việt vươn đến những thị trường rộng lớn trên thế giới. Là mô hình đem lại lợi ích cho cả nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã, việc xây dựng liên kết sản xuất đang ngày càng trở nên bức thiết đối với ngành nông nghiệp, tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu nông sản chất lượng cao, xuất khẩu hiệu quả. Tuy nhiên, làm thế nào để đẩy mạnh phát triển các mô hình liên kết này? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Đầu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Để đạt mục tiêu này thì ngành nông nghiệp một mặt củng cố hoạt động của hợp tác xã để hiệu quả hơn, mặt khác tạo đầu mối để cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Cái việc tái cơ cấu nông nghiệp vẫn là trọng tâm để chúng ta tổ chức liên kết, thu hút doanh nghiệp, liên kết với bà con nông dân, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra nhiều cái mô hình cánh đồng lớn, không chỉ đối với lúa gạo mà tất cả những ngành hàng nông sản đều phải phát triển theo cái mô hình liên kết này. Riêng với người sản xuất, cần làm cho họ hiểu rõ được tính tất yếu phải tham gia hợp tác xã. Vì nếu sản xuất nhỏ lẻ, người sản xuất sẽ khó có thể tồn tại được trong tình hình sản xuất nông nghiệp như hiện nay, như biến đổi khí hậu, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường và nhất là sự cạnh tranh tiêu thụ nông sản trong quá trình hội nhập. Thì cái này nó còn phải cần cái sự thay đổi của người tư duy của người nông dân
để mà liên kết với doanh nghiệp, để mới có điều kiện mà chúng ta đưa được cái sản lượng gạo tăng hơn, đưa được cái chất lượng gạo tăng hơn. Tôi thấy điều quan trọng nhất vẫn là cái tập liên kết, nông dân tự liên kết nhau trước. Có nghĩa là các tỉnh, các địa phương phải chấp hành những cái chỉ đạo của Trung ương và những cái luật định của chính phủ về tập bà con, tập hợp bà con trong cái luật hợp tác xã kiểu mới một cách mạnh mẽ hơn. Ví dụ như bây giờ một cái tiêu chí nông thôn mới mình bỏ bớt 19 cái, tôi nghĩ không cần thiết nữa. Bây giờ những cái quan trọng nhất là cái tập hợp bà con nông dân tự liên kết nhau lại dưới hình thức nào đó, hoặc một cái tổ sản xuất tập đoàn hay gì đó, hay là một cái hợp tác xã nào đó rất là mạnh. Những người trong ngành cũng cho biết, để liên kết bền vững, ngoài việc đầu tư đầu vào, đảm bảo đầu ra, một trong những mấu chốt gắn kết thành công của nông dân là đặt lợi ích của nông dân lên trên lợi ích của công ty, là cách hiệu quả nhất để nông dân gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Để làm sao có những cái mô hình kinh doanh mới mà chúng ta cắt giảm được cái giá trị, những tức là làm sao để liên kết nó chặt chẽ hơn, và làm sao cho những người trồng cây, những bà con nông dân ấy, người ta làm những cái thông lệ tốt và người ta có những cái thu nhập tốt để ổn định. Tôi theo kinh nghiệm của tôi thì ở Hàn Quốc khi mà các cái siêu thị họ mua của nông dân thì họ có những cái tất nhiên là họ mua theo giá, thế nhưng mà cái giá đấy nó cũng dựa trên những cái tiêu chuẩn là họ có chia sẻ trở lại cho nông dân một cái phần rất là đáng kể trong lợi nhuận của họ, để làm sao nếu như siêu thị bán được hàng, nhiều người mua với giá cao thì nông dân cũng được hưởng lợi từ đó. Và tôi nghĩ đấy mới là cách để chúng ta xây dựng được một cái chuỗi giá trị tốt, chứ không nên là chúng ta cứ ép giá nhau ở từng khâu một thì tôi nghĩ sẽ không giải quyết được vấn đề. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần có nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như người dân trong việc xúc tiến tìm thị trường tiêu thụ. Là đối với nhà vườn thì coi như là cần có nhiều cái sự liên kết đối với các doanh nghiệp. Thì mục đích là làm thế nào để mà cho cái giá cả thị trường, cái giá cả, cái thu nhập của nhà vườn nó tương đối ổn định. Đó là quan trọng nhất là nhà vườn. Rồi cái giảm bớt áp lực mà trúng mùa rớt giá, tức là ảnh hưởng đến giữa cái cung và cầu. Chúng tôi cũng đang tiếp tục vận động ngoài cái khu vực này thì vận động người dân là cũng là liên kết với doanh nghiệp từ cái sản xuất công nghệ là gọi là cao hoặc cái loại trung bình. Vì nông dân thì người ta chỉ là sản xuất công nghệ trung bình thôi, theo cái tư tưởng, theo cái tiêu sản phẩm của doanh nghiệp để đảm bảo cái đầu vào tiêu. Thì chúng tôi cũng đang phải tổ chức vận động là trong cái khu vực này để xây dựng một vài cái mô hình để cho người dân làm theo. Vừa qua thì thực sự là chúng tôi cũng đang đi làm việc cùng với một số doanh nghiệp rồi kêu gọi đầu tư. Theo các chuyên gia, chỉ có hợp tác, liên kết mới giải quyết được bài toán về chất lượng nông sản, nâng cao được giá trị gia tăng và phát triển bền vững trước những biến động của thị trường. Do đó, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ giúp ngành nông nghiệp Việt thoát khỏi tình trạng bấp bênh, sớm đạt mục tiêu phát triển nông sản Việt Nam sạch và nông nghiệp Việt phát triển bền vững. Thưa quý vị, thời gian qua đã có nhiều chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp mới chỉ chiếm khoảng 8%, một tỷ lệ khá nhỏ. Vì sao doanh nghiệp lại ngại đầu tư vào nông nghiệp? Có những khó khăn trở ngại nào cho doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực này? Nội dung này sẽ tiếp tục được phân tích và làm rõ trong chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần sau với chủ đề Doanh nghiệp ngại đầu tư vào nông nghiệp, phát sóng vào 20:35 ngày 13 tháng 10. Xin mời quý vị cùng chú ý đón xem. Chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.